Dạ xin kính chào bà con nông dân và các bạn Chào mừng bà con nông dân và các bạn đã quay trở lại với kênh Giá lúa gạo mới nhất Đây là nơi bà con nông dân và các bạn có thể tham khảo được giá cả lúa gạo mới nhất trên thị trường trong và ngoài nước Lần đầu tiên xin chúc cho bà con nông dân và các bạn được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu chúng mùa được giá Nếu đây là lần đầu tiên đến với kênh xin hãy nhấn vào nút đăng ký màu đỏ bên cạnh Nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi đưa lên Xin cảm ơn bà con Thưa bà con, theo Reuters, giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tháng qua, vẫn ổn định ở mức 430 đến 435 USD trên một tấn vào tuần trước và đây là khoảng thời gian kéo dài 5 tuần liên tiếp. Đây cũng là niềm tin vui cho nền xuất khẩu lúa gạo của Việt Nam. Thưa bà con, giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều, khi giá gạo tăng còn giá lúa ổn định. Trong tuần qua, trong khi giá lúa ở một số địa phương như An Giang, Long An, Cần Thơ ổn định, thì tại Kiên Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp lại tăng cao. Tại An Giang, giá lúa hôm nay tiếp tục xu hướng ổn định của tuần trước. Theo đó, lúa ER 504044 tươi ở mức 4.500 đến 4.700 đồng 1 kg. Lúa OM 9582 tươi ở mức 4.800 đến 4.900 đồng 1 kg. Tại thơm 8 có giá từ 5.700 đến 5.800 đồng 1 kg. OM5451 có giá từ 5.100 đến 5.200 đồng 1 kg. OM6976 ổn định ở mức 5.000 đến 5.200 đồng 1 kg. OM18 có giá từ 5.500 đến 5.600 đồng 1 kg. Nàng hoa chín có giá từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg. Lúa nhật có giá từ 7.500 đến 7.600 đồng 1 kg. Tương tự, lúa khô được thu mua có giá ổn định gồm nếp vỏ khô 7.000 đồng 1 kg, nếp lông ngang khô 6.400 đồng 1 kg,

theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa có sự biến động trái chiều giữa các địa phương. Nếu như tại các tỉnh Long An, Cần Thơ hay An Giang giá lúa khá ổn định, thì ở Bạc Liêu, Tiền Giang, Đồng Tháp giá lúa lại tăng. Cụ thể tại Tiền Giang, lúa hạt dài tươi bán tại ruộng tăng 200 đồng lên 5.650 đồng 1 kg, lúa thường tăng 300 đồng lên 5.250 đồng 1 kg. Tại Đồng Tháp, lúa hạt dài cũng tăng 200 đồng lên 5.450 đồng 1 kg. Tại, tại Kiên Giang, lúa hạt dài tăng mạnh 400 đồng lên 6.000 đồng 1 kg. Với giá gạo hôm nay bật tăng trở lại từ 50 đến 1.200 đồng 1 kg. Theo đó, gạo nguyên liệu IR504 tăng 150 đồng lên 8.000 đến 8.100 đồng 1 kg. Gạo thành phẩm IR504 tăng nhẹ 50 đồng lên 9.200 đồng 1 kg. Cám vàng tăng mạnh 1.200 đồng lên 7.400 đến 7.500 đồng 1 kg. Riêng tấm loại 1 ER504 ổn định ở mức 7.500 đồng 1 kg. Các thương lái cho biết hiện nhà máy hỏi mua gạo ER504 nhiều hơn giúp thị trường giao dịch và sôi động trở lại. Trong khi đó, giá các loại gạo bán tại chợ lẻ xu hướng ổn định hơn. Gạo thường 10.500 đến 11.500 đồng 1 kg, gạo nàng nhen 20.000 đồng 1 kg, gạo thơm tái hạt dài 17 đến 18 000 đồng 1 kg. Gạo hương lai 18 000 đồng 1 kg, gạo trắng thông dụng 15 000 đồng 1 kg. Gạo sóc thường 13.500 đến 14.000 đồng 1 kg, gạo sóc thái 18.000 đồng 1 kg, thơm Đài Loan 20.000 đồng 1 kg, gạo giặc pin từ 15.000 đến 16.000 đồng 1 kg. Nàng hoa 16.500 đồng 1 kg, cám 8.000 đồng 1 kg, gạo nhật 20.000 đồng 1 kg gạo nhật 20.000 đồng một kg. Đối với gạo xuất khẩu liên tiếp giữ giá trong các phiên giao dịch gần đây, ở mức cao gồm gạo 5% tấm có giá từ 433 đến 437 USD trên một tấn, gạo 25% tấm có giá từ 403 đến 407 USD trên một tấn, gạo 100% tấm ở mức 338 đến 342 USD trên một tấn, gạo giặc min có giá từ 583 đến 587 USD trên một tấn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã ổn định ở mức cao ở 5 tuần liên tiếp. Đây là tín hiệu vui cho nền xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thưa bà con, bản tin về giá cả lúa gạo hàng ngày của chúng tôi hôm nay đến đây tạm dừng. Bà con xem tin thấy hay thì xin hãy chia sẻ thông tin này đến cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn bà con. Sau đây kênh sẽ đưa thông tin về giá cả một số loại phân bón cũng như thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con tham khảo. Chúc bà con được nhiều sức khỏe vụ mùa bội thu xin chào và hẹn gặp lại vào bản tin lần sau